Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Hải Yến Ba Be. Và ngày hôm nay sẽ là một video mà mình đã được các bạn yêu cầu khá là nhiều ở trên kênh của mình. Đấy là cách mà mình vẫn chăm sóc da mụn ở nhà như thế nào, và đặc biệt là da mụn ở tuổi dậy thì. Vậy đây là ngày hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ lại những cái cách của mình mà mình đã áp dụng từ khi mà mình còn khoảng từ 15-16 tuổi ấy, cho đến tận bây giờ. Nếu mà các bạn cảm thấy nó phù hợp với da của mình thì các bạn có thể áp dụng theo nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta phải biết là vì sao chúng ta bị nổi mụn. Mụn hình thành thì sẽ có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà chung quy lại thì vẫn là do dầu thừa trên mặt này tích tụ ở trên da, và sau đó thì gặp bụi bẩn. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đi ra ngoài, rất là nhiều khói bụi ô nhiễm sẽ bám ở trên da cùng với lớp dầu thừa đó, sau đó thì sẽ tạo thành bã nhờn tích tụ ở sâu trong lỗ chân lông ấy, và cứ thế dần dần nó sẽ hình thành mụn. Còn vấn đề mụn ở tuổi dậy thì là khi mà các bạn đến tuổi dậy thì hormone là nội tiết trong cơ thể của chúng ta sẽ thay đổi, và lúc đó thì tuyến dầu ở trên da của chúng ta cũng sẽ phát triển và cứ thế hình thành mụn. Và cũng chính là do nội tiết bên trong cơ thể gây mụn ý, cho nên là đến tuổi dậy thì không phải là bạn nào cũng sẽ bị mụn, đúng không? Hồi trước thì ở tuổi dậy thì của mình ấy, gan của mình nó rất là nóng, cho nên là mỗi khi mà bị mụn thì mình thường hay bị những cái cục mụn rất là to và mụn bọc rất là to, và cái da của mình cũng là cái da nhạy cảm nữa, cho nên là nó siêu lâu lành và nó để lại cái vết thâm rất là lâu ấy. Với cả hồi đó thì mình còn hay để mái, cho nên là ở phần trán này nó rất là nóng và mồ hôi ra nhiều ấy, nên là mình hay bị mụn ở phần trán. Còn mụn gặp phải ở tuổi trưởng thành ấy thì là do chúng ta có quá nhiều những cái áp lực tâm lý nó tác động lên ấy. Khi mà các bạn suy nghĩ quá nhiều, lo âu quá nhiều thì sẽ khiến cho cái tuyến bã nhờn và tuyến dầu trên da nó hoạt động mạnh hơn, và lúc đó thì sẽ tạo điều kiện rất là hoàn hảo để cho mụn nó hình thành ở trên da. Và đó, khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề ở trên da của chúng ta vì sao bị mụn rồi, đúng không? Mụn hình thành là do bã nhờn, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ lâu ngày thì sẽ tạo ra mụn. Vậy nên là cái vấn đề quan trọng nhất trong việc chăm sóc da mụn ý là chúng ta phải làm sạch da, tẩy trang, ngày rửa mặt sạch sâu và đúng cách. Bởi vì với da mụn thì khi mà da chúng ta sạch rồi thì nó sẽ không tạo điều kiện cho những cái đốm mụn nó viêm sưng mà nó sẽ lan rộng ra khắp mặt ý. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các cái bước để mình chăm sóc da mụn tại nhà nhá. Thì đầu tiên sẽ là bước tẩy trang. Mình đang có makeup cho nên là mình sẽ tẩy trang bằng dầu tẩy trang của Shu. Đây là một loại dầu tẩy trang mà mình cực kỳ thích luôn. Mình dùng chai này là chai màu nâu. Cái chai màu nâu này thì là bản đặc biệt nhất. Đó là phù hợp với mọi loại da và nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề trên da, và đặc biệt là tẩy trang sạch sâu nhá. Còn nếu mà các bạn da các bạn bị mụn quá nhiều ấy thì các bạn có thể sử dụng cái chai màu xanh lá cây, thì nó sẽ có thêm những cái tinh chất sát khuẩn và sạch khuẩn nữa. Da của mình là da hỗn hợp thiên khô cho nên là mình rất là thích dùng cái màu nâu này. Nó sẽ vẫn giữ được cái độ ẩm ở trên da ấy. Mình sẽ cho một lượng dầu ra tay này và sau đấy xoa lên mặt để tẩy đi hết những cái phần makeup ở trên mặt. Dầu tẩy trang của Shu thì mình thấy là nó khá là mắc, nhưng mà nói thật là với da mụn và với những da nhạy cảm mà cần điều trị thì mình khuyên các bạn là nên đầu tư và nên sử dụng những sản phẩm tốt. Tẩy trang bằng dầu này thì mọi người chỉ nên massage trên da từ 1 đến 2 phút thôi nhá, không nên massage quá lâu. Chúng ta sẽ xoa đều như thế này thì dầu tẩy trang sẽ lấy đi hết những bụi bẩn ở trên da. Ôi, mình cảm thấy rất là sạch rồi, thích lắm. Và sau khi massage xong thì mọi người sẽ lấy một ít nước ở da tay, một ít nước ấm cũng được, xoa đều này và xoa lên mặt. Đây là một bước rất cần thiết nhá, vì các bạn sử dụng dầu tẩy trang thì các bạn phải hòa nước như thế này để nó nhũ hóa dầu tẩy trang, và sau đấy thì từ dạng dầu nó sẽ chuyển thành dạng sữa như thế này. Hòa tan. Đây là bước mà dầu tẩy trang sẽ lấy đi hết được bụi bẩn sâu trong da của chúng ta luôn. Sau khi cảm thấy da sạch rồi thì mọi người sẽ rửa lại bằng nước nhá. Mình đã thấy da của mình nó rất là sạch rồi này, và nó đã đi hết được cái lớp make up ở trên mặt rồi. Và tiếp theo sẽ là đến bước rửa mặt. Thì mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt của Fresh. Đây là Soy Face Cleanser, sữa rửa mặt đậu nành. Sau cái sữa rửa mặt của Kiehl này thì mình rất là thích sữa rửa mặt của Fresh, bởi vì là nó rất là dịu nhẹ và nó sẽ rất là phù hợp với da nhạy cảm, nó làm sạch da rất là tốt. Mình sẽ lấy một lượng khoảng bằng hạt đậu ấy, ra tay như thế này, và sẽ cho một chút nước vào để xoa đều. Khi rửa mặt thì các bạn nên tạo bọt ở trên tay như này trước rồi hẵng cho lên da nhé. Nếu mà có máy rửa mặt thì mọi người sử dụng máy rửa mặt thì càng tốt. Cái mùi của nó rất là thơm. Thực ra lần đầu sử dụng mình cứ chờ đợi là nó sẽ có cái mùi đậu nành béo béo ngậy ngậy cơ. Nhưng mà không mọi người ạ, nó có mùi dưa leo. Mà lại còn là cái mùi dưa leo, kiểu dưa leo bao tử muối ấy. Giống lắm. Cái sữa rửa mặt đậu nành của Fresh này thì nó rất là dịu nhẹ luôn, nên là với những bạn mà
da mà nhiều mụn hoặc là da viêm sưng ấy, thì mọi người có thể thử sử dụng loại này xem. Ok, vậy là xong. Bình thường chắc mình không được bật lâu như này đâu, nhưng mà tại vì quay phải nói ấy. Bây giờ mình sẽ rửa mặt đi nhá. Và vừa rồi thì đã xong cái công đoạn mà tẩy trang và rửa mặt sạch sau rồi. Còn bây giờ sẽ đến một cái bước rất quan trọng mà mình rất khuyên các bạn nên có ở trong cái quy trình mà chăm sóc da mụn tại nhà của mình ấy. Đấy chính là tông mặt và rửa mặt bằng nước lá trà xanh tươi. Nước lá trà xanh tươi ấy, nó sẽ có tác dụng cực kỳ tốt trong việc diệt khuẩn và trị mụn. Và cái lá trà xanh này cũng mua rất là dễ thôi. Mọi người có thể mua ở chợ này, sau đấy về thì mọi người nhớ rửa sạch này, và sau đó thì cho vào nồi và cho sấp sấp nước để đun. Cái nồi nước lá trà xanh mình đã đun ở đây rồi, thế nhưng mà cái nồi này thì mình sẽ đun nhiều để cất đi, về sau sẽ rửa mặt dần ấy, chứ không phải là một lần mà mình sẽ rửa hết từng ngày nước lá trà xanh. Xâu mặt là chính là cách là để cho cái lỗ chân lông của chúng ta nó nở to ra, và khi đấy thì nước lá trà xanh đi vào ấy, nó sẽ diệt hết được những cái vi khuẩn này, những cái bẩn ở sâu trong da của chúng ta sẽ được lấy đi sạch xanh xanh luôn. Nào, giờ mình sẽ xâu mặt nhá. Cái này thì mọi người phải rất là cẩn thận bởi vì là nó rất là nóng ấy, nên mọi người phải cẩn thận không bỏng nhá. Mọi người sẽ trùm kín khăn như thế này để hơi nước trà xanh sẽ bốc lên mặt. Chắc là cái công đoạn này mọi người sẽ xông trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Cái nước lá trà xanh này nó là một cái cứu tinh rất là thần thánh đối với da mụn đấy mọi người ạ. Nó có tác dụng làm sạch và diệt khuẩn cực kỳ tốt luôn. Nhiều người thì sợ là rửa nước lá trà xanh này thì nó sẽ bị đen da ấy, nhưng mà không phải nha mọi người. Mọi người rửa thoải mái không bị đen da, và ngoài ra thì mình rửa nước trà xanh này này, nó còn có công dụng chống nắng luôn ấy, làm da không bị bắt nắng ấy. Mồ hôi đổ ra như là như tắm rồi. Nó rất là nóng mọi người ạ, nhưng mà mọi người cố gắng áp dụng cách này khoảng 3 lần một tuần nhá, rất là hiệu quả đấy. Hơi nóng nhưng mà các bạn sẽ thấy rất là sảng khoái luôn. Mình đã xông mặt xong rồi, cái nước lá trà xanh của mình nó nguội rồi. Mình đã phải cho riêng ra một cái cốc nhỏ từ lúc nãy để cho nó nguội nhanh hơn ấy. Sau đó thì mọi người sẽ dùng miếng bông tẩy trang như thế này và rửa thật sạch nước lá trà xanh trên mặt. Và mình còn có một cái lời khuyên nữa dành cho những bạn mà bị mụn nhiều rồi đang bị mụn viêm sưng ấy, là ngoài việc rửa mặt bằng nước lá trà xanh này này, thì mọi người sẽ lấy cái lá trà xanh tươi ấy, và mọi người giã ra, giã nhuyễn ra, sau đó thì vắt lấy cái nước cốt của lá trà xanh đấy, rồi mọi người sẽ dùng tăm bông và chấm lên những cái nốt mụn mà đang viêm sưng ấy, rất là hiệu quả, nó sẽ xe lại rất là nhanh. Nhiều bạn thì hay chọn cách là sẽ ra ngoài để nặn mụn. Thực ra thì cách đấy mình thấy cũng ok, nếu như mà các bạn tìm được những cái cơ sở nặn mụn uy tín, rồi những cái người mà người ta kiểu có tay nghề ấy, thì cũng ok. Nhưng mà mình khuyên mọi người là mọi người chỉ nên ra ngoài hàng để nặn mụn cám này, những cái mụn đầu đen, hoặc là những cái mụn nào mà nó đã già lắm rồi và nó không còn viêm, không còn đau nữa ấy. Chứ còn đặc biệt là những cái mụn viêm, mụn sưng, rồi mụn bọc to ấy, là mọi người tuyệt đối không được ra ngoài hàng nặn mụn nhá. Bởi vì nó rất là dễ nhiễm trùng, mà khi mà nó nhiễm trùng thì nó lan ra khắp mặt rất là nhanh. Và những cái mụn viêm đấy khi mà nó bị nhiễm trùng nó còn sẽ gây rỗ mặt, mà rỗ mặt thì đúng là gần như là vô phương cứu chữa đấy mọi người. Xong, rất là sảng khoái mọi người ạ. Rửa mặt bằng nước lá trà xong rồi ấy, thì mọi người sẽ thấy là mặt của chúng ta nó rất là sạch luôn ấy, và cái da mặt nó bắt đầu sẽ se lại. Sau khi mà các bạn rửa lại bằng nước sạch rồi thì đến đây chúng ta mới xong cái công đoạn là tẩy trang và rửa mặt sạch sâu nhá. Lá trà xanh sẽ làm sạch khuẩn và se khít lỗ chân lông rất là tốt luôn, nên là cái cách này ấy, mọi người sẽ cảm thấy nó hơi mất công một tí này, nhưng mà nếu mà có thời gian thì mọi người nên chăm chỉ, bởi vì theo mình nghĩ thì cái công đoạn trị mụn và chăm sóc da mụn ấy, mọi người phải cực kỳ chăm chỉ và thật sự kiên nhẫn nữa. Xong bước rửa mặt sạch sâu thì chúng ta sẽ chuyển sang bước skincare. Khi mà da của chúng ta nó đã bắt đầu se lại rồi ấy, thì chúng ta sẽ cần sử dụng ngay toner để cân bằng lại độ ẩm trên da. Thì mình khuyên các bạn nên chọn những sản phẩm mà skincare nó lành tính và nó chất xuất từ những thành phần tự nhiên. Mình thì sử dụng cái toner rau má này. Đây là một cái loại toner rất là lành tính và cực kỳ hợp cho da mụn, đặc biệt là cực kỳ phù hợp trong cái mùa hè này. Toner này còn có khả năng sản sinh collagen và chống lão hóa, giúp da của chúng ta khỏe hơn ấy. Trong toner này thì còn có chứa PHA là một loại axit tự nhiên, giúp loại bỏ tế bào chết và tái tạo tế bào da nữa.
Mình nghĩ là với những bạn mà da dầu mụn thì chắc chắn là các bạn rất là thích cái toner rau má này. Bởi vì khi các bạn thoa lên da như thế này, nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh và các bạn sẽ không có cảm giác và nhờn dính trên da gây khó chịu nữa. Toner này thì sẽ có tác dụng chống viêm và làm dịu những vùng da bị tổn thương do mụn để lại. Với những làn da dầu mụn thì mình khuyên các bạn nên chọn những cái toner nó có độ pH từ khoảng 5.2 cho đến 5.5. Cái chai toner rau má này có độ pH là 5.3, cho nên là nó sẽ trùng với độ pH, trùng với độ ẩm tự nhiên ở trên da của chúng ta ấy. Bây giờ thì da đã được cân bằng ẩm rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bước serum hoặc là ampoule. Mình tiếp tục sử dụng ampoule của Skin 1004. Đây là cái bộ Madagascar Centella này của Skin 1004, mình cực kỳ thích luôn. Và mình đã dùng đến bộ này là bộ thứ 2 rồi. Và cái ampoule này vì nó rất là lành tính nên là mình còn biết là có thể sử dụng được cho cả bà bầu nữa nhá. Ra là ampoule thì nó cũng giống như là cái bước serum của các bạn ấy, nhưng mà ampoule thì thành phần của nó sẽ cô đặc hơn là serum và cái độ thẩm thấu trên da của chúng ta nó sẽ cao hơn. Và cái bộ hai chai này này nó rất là hợp với da mụn luôn. Khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh, kiểu nó sẽ hút hết dưỡng chất vào trong da ấy. Bây giờ da của mình nó đã khô, đã se lại rồi và mình biết là các bạn da dầu ấy, các bạn sẽ rất thích điều này. Không bao giờ thích cái cảm giác mà bị nhờn dính ở trên mặt đúng không? Cái ampoule này rất là thích luôn mọi người ạ. Nó chiết xuất 100% thành phần rau má mà, cho nên là nó sẽ giúp kháng viêm này. Và ngoài ra thì nó còn giúp điều trị và phục hồi những cái làn da sau điều trị mụn ý. Và nó còn làm giảm cả những cái vết thâm do mụn để lại nữa. Và cuối cùng là bước kem dưỡng, thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái loại kem dưỡng này rất là phù hợp với những bạn da dầu mụn. Đây là kem dưỡng Neutrogena. Cái kem dưỡng này nó có hai loại, một loại là cream và một loại là gel. Thì đây là mình dùng cream. Đây là kem dưỡng ẩm rất là tốt và nó rất là hợp với những da dầu mụn. Bởi vì khi thoa lên da thì cái chất kem của nó rất là nhẹ, nó sẽ khô và nó sẽ thẩm thấu ngay vào trong mặt ấy. Nó sẽ không để lại những cái lớp dưỡng dính dính ở trên da nữa. Thực ra là da của mình không phải da dầu và da mụn, cho nên là với cái kem dưỡng này này mình hay sử dụng ban ngày hơn. Còn với ban đêm thì mình sẽ dùng cái loại mà có nhiều dưỡng ẩm hơn. Như vậy là xong rồi đấy, mình đã vừa chia sẻ với mọi người cách mà mình vẫn hay chăm sóc da mụn tại nhà và những cái bước skincare với làn da mụn. Nếu mà mọi người cảm thấy là nó phù hợp với da của mình thì mọi người có thể áp dụng thử và xem hiệu quả của nó thế nào. Mình cũng rất là hy vọng là những cái chia sẻ của mình nó có thể hữu ích và nó có thể giúp các bạn phần nào trong việc điều trị da mụn tại nhà. À quên mất, mà nếu mà là ban ngày thì mọi người đặc biệt là không được quên kem chống nắng nhá. Mình rất thích cái những cái kem chống nắng dạng lotion dạng sữa như này này. Đây là loại kem chống nắng vật lý, nó rất là lành tính mọi người ạ. Nó cũng sẽ nâng tông da lên chút xíu nhưng mà nó sẽ không làm da bị trắng bệch đâu, rất là tự nhiên đấy. Cái kem chống nắng mà mình đang sử dụng này thì đúng là kiểu cứu tinh của mình mỗi lần mà mình phải đi làm ở ngoài trời hoặc là đi chụp hình ấy. Thì cái này kiềm dầu rất là tốt luôn. Nó cũng là của Skin 1004 và nó là trong cái bộ rau má Madagascar Centella luôn ấy. Đây là một loại kem chống nắng vừa chống nắng mà nó còn hỗ trợ rất là tốt trong cái việc điều trị mụn nữa. Kem chống nắng này là Efit Sun Cream, có chỉ số chống nắng là SPF 50+ và PA 4+. Ngoài ra thì nó còn rất là giàu vitamin B, vitamin C và cả polyphenol để chống oxy hóa ấy. Cho nên là nó kháng viêm rất là tốt và nó còn làm giảm những cái vết thâm do mụn để lại nữa. Mình nhớ có cái hôm đi chụp ảnh ấy, đứa bạn mình là con trai nó đã chụp ảnh cho mình và hôm đấy thì rất là nắng. Hôm đấy phơi nắng rất dã man, mình dùng cái này. Và khi mà mình cho nó bôi thử ấy, da của nam thì rất là dầu đúng không? Và nó dùng cái này nó thấy thích quá, nó đã chấn luôn của mình. Như vậy là đến đây là mới hoàn thành xong trọn vẹn cái bước skincare rồi đấy. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hết từ đầu đến cuối video này và hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Và nếu như mà các bạn còn một chủ đề nào đó mà muốn mình chia sẻ thì mọi người có thể để lại những comment cho mình nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.